Xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay Diễm sẽ giao lưu với anh em mình lô nguyệt quế ha, 11 cây ha, từ 500 tới 800 ngàn nha anh em. Rất mong anh em mình ủng hộ ha. Rồi chào khán giả luôn em ơi. Dạ em xin chào mọi người. Hôm nay em cũng giao lưu lô nguyệt quế, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829160355 cũng là số Zalo của em luôn ạ. Rồi mình vô cây đầu tiên luôn. Cây đầu tiên có mã số E1. Đó, cây số là E1 nha anh em. Đó, hàng mini ha, rất là đẹp ha. Rồi thông số luôn, hoành là 19. 19 hoành. Cao là 70. Cao 70. Kính bầu là 28. Kính bầu 28 ha. Cây mã số E1 em xin giao lưu là 500 ngàn. Đó, rồi cây E1 nha, cây này 500 ngàn bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây E2 nha anh em. Đó, cây này lắc rất là đẹp cây ha. Đó, đế cũng đều nha anh em. Đế nè anh em, quay dàn đế cho anh em mình ha. Cây này cũng khá là to nha. Đó, rồi thông số luôn em ơi. Hoành ở đây là 39. 39 hoành ha, ngay vị trí đó nha anh em. Cao là 1m29. Cao 1m29. Kính bầu là 40. Kính bầu 40 nha. À, cây này E2 ha, 800 ngàn bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Theo cây E3 nha anh em. Cây này lắc lượng có chi cành ha. Đế à. Em quay cái dàn đế cho anh em mình. Cây này đế rất là đẹp cây nè. Đó. Đế cứng ngắt cái bầu luôn ha, lắc lượng luôn. Rồi thông số luôn. Này lá xoắn bông chùm nha anh em. Hoành là 30. 30 hoành đó, ngay vị trí đó nha. Cao 1m17. Kính bầu là 40. Kính bầu 40 ha. Cây này mã số E3 xin giao lưu là 800 ngàn. Đó, cây E3 nha anh em. Đó, E3 800 ngàn bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha. E4 ha. Cây này gọng chữ C nha anh em. Đó, cây này đâm chồi mạnh nè. Hàng mini cho anh em mình chơi ha. Đây đế nè. Khá đế nha. Rồi thông số luôn em ơi. 23 hoành. Chiều cao là 80. Cao 80. Kính bầu là 29. Kính bầu 29 nha. Cây E4 em xin giao lưu là 500 ngàn. Đó, mã số E4 nha. Cây này 500 ngàn bao ship luôn. Đó, rồi tiếp theo. E5. Tiếp theo cây E5 nha anh em. Nó cũng quái quái ha. Hai cái nhánh như cái nặng thun vậy đó. Đế nè. Đó, đế cũng dữ lắm nha. Đế cũng lực lắm anh em. Rồi thông số luôn em ơi. Hoành là 22. 22 hoành. Chiều cao là 1m05. Cao 1m05. Kính bầu là 34. Kính bầu 34 ha. Cây E5 em xin giao lưu là 550 ngàn. E5 này 550 thôi, bao ship luôn nha anh em. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha. Cây E6 nha anh em. Đó, cây gọng lắc chữ C ha. Đó, cây cũng rất là già nha anh em. Nè, đế cũng khá đế thôi. Đó, đế là cái bệ ở phía trong nè. Đó, đế nở ra thôi. Rồi thông số luôn em ơi. Hoành ở vị trí này là 32. 32 hoành. Chiều cao là 1m23. Cao 1m23. Kính bầu là 36. Kính bầu 36 ha. Đó, E6 ha, cây này 700 ngàn nha anh em, bao ship toàn quốc luôn. Đó, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, E7 ha anh em. Đó, cây này lông lá nó cũng dữ rồi ha. Đế nè anh em. Đế khá ha, đế cũng nở nha anh em. Đế nở ha. Những chi cành nó cũng có. Rồi thông số luôn em ơi. Hai mươi bảy hoành đo tuốt ở trên á. Cao là 1m15. Cao 1m15. Kính bầu là 36. Kính bầu 36 ha. Cây E7 xin giao lưu là 650 ngàn. Đó, E7 nha, 650 bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, E8 nha.
Cây này một cốt phong nó cũng khá là cao nha anh em. À, đế nè, đế cũng khá đế lắm ha. Đó, một bệ đế cứng ở trong luôn nha anh em. Cái chọt này nữa giờ anh em mình cưa mình tha keo cũng được ha. Ừ, tùy anh em lắc lượng ha. Rồi thông số luôn em ơi. 21 hoành. Cao cả mét rưỡi. Cao 1,5 m. Kính bầu là 36. Kính bầu là 36 nha anh em. Cây mã số E8 em xin giao lưu là 600 ngàn. Đó, cây E8 ha, cây này 600 ngàn bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây E9 ha. Cũng một cốt phong cao nha anh em. Đó, nó cũng đâm chồi lai gai rồi, nó đâm chồi thân lai gai rồi ha. Đó, lắc lượng nha anh em. Đế cũng dữ lắm nha. Đó, nguyên một cái bệ đế dữ ha. Có cây mai luôn. Cái bệ đế thật nè ngang anh em. Đó, lắc lượng đâm chồi là em quay mấy cái chồi non cho anh em nè. Nó đâm chồi rồi. Rồi thông số luôn em ơi. 25 hoành. Cao có 1,5 m. Cao khoảng 1,5 m đó anh em ơi. Kính bầu là 37 ha. Cây mã số E9 em xin giao lưu là 750 ngàn. Cây E9 nha, 750 ngàn bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây C10 ha anh em. À, cây này cũng khá là to ha. Cây E10 ha. À, nguyên cái cũ mà. À, rồi thông số luôn em ơi. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha. 33 hoành đo tuốt ở trên đó nghe anh em. Cao là 1,38 m. Cao 1,38 m ha. Kính bầu là 37. Kính bầu 37. Cái này mã số E10 em xin giao lưu là 750 ngàn. E10 ha, 750 ngàn bao ship cho anh em chơi luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây E11 ha, cũng là cây cuối cùng của clip nha anh em. Trực lắc ha. Nó lắc lượng khá đẹp ha, có tay cành luôn. Nó cũng đâm chồi lại gai lại hết rồi nghe anh em. Nè. Trên nè. Đọt, cũng lâm chồi ha. Đó, đế à. Đế cũng khá đế lắm á. Lai gai lai gai, có đây có mấy cái chồi đây nè. Đây có chồi nhú đây nè. Đó. Rồi, thông số luôn em ơi. Ở đây là 23. 23 hoành. Chiều cao là 1,25 m. Cao 1,25 m. Kính bầu 32 ha. Cây E11 em xin giao lưu là 600 ngàn. E11 ha, cũng là cây cuối cùng của clip ha anh em. 600 ngàn bao ship toàn quốc luôn. Đó, rồi chào khán giả luôn em ơi. Rồi em cảm ơn mọi người đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829 160 355.